Hello, xin chào tất cả những người nghe em đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Thì ngày hôm nay đây, chúng ta đến với Free Fire Mark 3.0 luôn. Anh em đang rất là ngóng trông phải không nào? Rất là vui thì ngày hôm nay kẹo được trải nghiệm trước luôn nha. Free Fire Mark 3.0 với đồ họa cực kỳ là xịn sò. Và không để anh em phải mất thời gian thêm nữa thì chúng ta let's go ngay bây giờ nào. Yo, một phiên bản mới nha. Phiên bản này thì nó sử dụng chung server với game Free Fire bình thường nhá, chẳng qua là đồ họa xịn hơn và cao cấp hơn luôn. Ui, quả sảnh chờ vãi cả lúa trời ạ. Sảnh chờ anh em thấy không, chất lượng luôn, 3D luôn ạ. Trời ơi, ui xịn chưa này. Mình nhìn thấy cây cỏ các kiểu nhá. Vâng, hiện tại thì mình đang bật đồ họa cao nhất trong game luôn cho nó rực rỡ nhá. Free Fire Mark 3.0, ui kiểu gió thổi sa mạc này, xịn sò con bò luôn. Trời ơi anh em thấy không ạ, các bạn có thể lựa chọn nhân vật đứng yên nhá, rồi là xoay xung quanh, nó rất là chân thực luôn. Vâng, đồ họa đang để tất cả ở mức cao nhất, xịn vai cả trưởng. À, bên dưới có thêm một cái mục nha, Free Fire Mark đây. Ok, hoạt ảnh thì chọn mới luôn cho rực rỡ hơn không anh em nhở. Ok nha, chọn luôn. Rồi thì bây giờ chiến ơi, chần chừ gì nữa. Đây, đồ họa của game Free Fire Mark 3.0 đây. Thì cũng phải nói với mọi người đấy là nó chỉ là một cái bản cấu hình cao dành cho những máy mà cần đồ họa cao nhá. Đấy, anh em chơi đồ họa cao thì nó sẽ sướng mắt hơn rất là nhiều. Cái điều mình vừa cảm nhận ở phiên bản Free Fire Mark 3.0 này là vừa vào game nhá, cái âm thanh game ấy nó rất là sống động. Ui, tuổi, hô đéo hiểu mẹ bị tuổi. Nó chạy con mẹ vào đầu mình chứ. Ui ôi thương mạng quá. Đây, hiện tại thì mình đã chuẩn bị được combo súng Ska với lại MP40 nhá. Đùa bố mày à? Thằng này nhơn 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 anh em ơi. Từ từ nhá, tôi qua đây cái. À, thằng áo cam này đéo hiểu kiểu gì. Ui, âm thanh súng như thế với anh em, kiểu kiểu nghe âm thanh chân thực vãi. Tuổi vỡ mẹ đầu. Cứu bảnh ở headshot một phát đơn con mẹ nhà bà giả luôn. Trời ơi, xịn sò dã man nha. Nhận xét về đồ họa một xíu đi. Đồ họa thì mình thấy là màu sắc trong game nó đậm hơn này, kiểu nó mang xu hướng HD hơn. Ui ngồi quần máu. Trời ơi, ngon không, ngon không? Anh em thấy rực rỡ không? nhẹ nhàng thì mình đã có được 2 kill rồi. Vâng, từ nãy đến giờ thì mình trải nghiệm phiên bản Free Fire Mark 3.0 ấy, mình thấy là đồ họa thì nó trở nên đẹp hơn, nhưng mà cũng như là máy của anh em chẳng thấy giật gì cả. Nhờn bố mày à? Mày tạo nhờn mày à? Ồ, nhờn này, nhờn này, mấy thanh niên này thích nhờn với anh à? Ok nha. Yo. À được rồi, đây. Tôi qua phía này cái. Nào. Hiện tại thì mình đang ở trong cái khu vực này, khu vực có nhiều đồ ngon. Nghe bảo khu vực màu xanh thì toàn đồ xịn thôi. Thì anh em thấy không? Có quả mũ ba này, giáp chống nổ này, đủ xịn chưa? Đó, có combo súng Ikusuka với lại MP40 nó quá tuyệt vời rồi. Free Fire Mark 3.0 này anh em thấy không? Cái cách chạy của nhân vật nó cũng khác nhá. Có kiểu nhân vật nó chạy như người thật đấy nhở. Trước đó thì game Free Fire cũng ok nhưng mà nó không đẹp như bây giờ. Mẹ ganh này đúng không? Có phải em gái bị mẹ ganh. Ui thật đáng thương cho em gái bị dính lời nguyền. Thương và ai nhở? Nào, những người anh em, để tôi xem nào. Ở bên trên này khả năng là không biết có cái tăng dở hơi nào không nhở. Đùa bố mày nhá. Từ 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 từ. Từ anh em ơi. Chào tôi thử tôi qua đây cái xem nó như thế nào. Nào. Ê. Trên này có ai không? Không, không có ai, không có ai anh em ạ. Tôi ấy là nhiều khi tôi hơi bị đa nghi anh em. Kiểu nào cũng kiểu sợ sợ nhưng mà sợ thật mà. Càng anh em ở trong mấy khu vực yên tĩnh này địch nó bắn cho thì kiểu. Từ từ nhá. Nào, lên trên này cái coi nhá. Yo. Uầy. Xe quân đội trông đẹp ghê ha. Trông xe vỡ mẹ đầu luôn. Thằng này đang tính bảo là nó qua trông xe cho mình nhưng mà thôi kệ mẹ, bắn chết mẹ đi anh em. Quan tâm làm gì đúng không? Hey. Tôi thấy khá là thích nhau với cái hiệu ứng anh em, thấy nhân vật không? Thề luôn má. Ôi trời ơi, chạy nhân vật chạy trông kiểu ngầu lòi vãi nha. Nghe cả tiếng nhảy xuống nhá. Nghe tiếng chuyển động mình thấy là game Free Fire mới này, Free Fire Mark 3.0 này nó thay đổi khá nhiều cái tiếng động ở trong game mọi người ạ. Đồ họa thì khỏi phải nói rồi, đổ bóng các kiểu hiện tại đang bật đồ họa cao nhất.
đi kiểu đi xe máy vãi game đi xe máy ông kiểu thương thế trời ơi, thanh niên đi xe máy vỡ mẹ đầu ui nhá. Lời khuyên cho tất cả anh em nhá, đừng có đi xe máy nhớ chưa, trời ơi, đi xe máy mà lộ liễu như này ui ôi, lại được lại gặp thanh niên nào đây, ui bình tĩnh đi. Làm sao ra đây? Không biết thằng này tuổi gì solo với tôi anh em nhá. Từ từ đây đang lúc đồ đã, chắc nó không qua đâu nào. Ui rồi vứt nhẹ cái vỡ mẹ đầu, ui rồi ôi thì thề luôn anh em ạ. Hôm nay kiểu tôi bắn tôi lên đồng anh em ạ, kiểu toàn sát tất cả anh em trong bản đồ. Ui tiếng kiếm nghe nhá, nó chen 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 cái kiếm katana thề vãi xịn nhờ. Ui anh em hỏi cảm xúc của sĩ kẹo khi 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 chơi Free Fire Mark 3.0 như thế nào đúng không? Thế tôi nói với anh em một câu tuyệt vời vãi cả trường. Anh em kiểu gì cũng thắc mắc là cách tải như thế nào đúng không? Thì yên tâm này nhá, sẽ sớm có video ví dụ kiểu mai ngày kia tôi hướng dẫn anh em cách tải Free Fire Mark 3.0 nha. Nên là mọi người nhớ đón xem trên kênh của sĩ kẹo nhá. Cũng như là những anh em fan cứng thì bây giờ anh em nhanh tay nào, bạn nào chưa like video thì nhấn like video để ủng hộ cho kẹo nhá. Cũng như là chia sẻ video giúp mình nhá. Bạn nào mới xem mà chưa đăng ký kênh thì cũng có thể là đăng ký kênh đi, nhấn chuông đi. Kẹo cảm ơn rất là nhiều. Có cái gì này? Ui, trên có một cái mẹ gì nhỉ? Mặt nạ hacker à? Ui đi cơ mẹ vai cả. Nó có một cái mặt mặt nạ quỷ à? Tôi tự nghĩ là nên gọi nó là mặt nạ quỷ. Đúng không? Ừ. Không phải quỷ hacker đủ xịn nha. Free Fire Mark 3.0 này nha, đầu tư hình ảnh nhá. Trời ơi, ui mày đi xe à? Từ từ thì coi nào. Ui mẹ mày xuống xe nhanh, chạy đi. Đúng rồi, chạy. Ui chạy chạy. Ui đủ, nó vẫn chạy được đi với kiểu cay nhở. Bố mày cay mày nhở, bố mày cay mày rồi nhá. Từ từ đây từ từ xuống cái. Và tao lại nhờn mày ấy à? Nào, tao nhờn mày ấy à? Đâu rồi? Ui, mày ui, hơi ngáo tí, sau này anh em bắn vào chân. À, con chó này. Ui, ôi. Đáng thương vãi trường. Rồi nha, cái hình kiểu lúc nãy nó hơi khó nhìn, nó cứ giật. Mãi tôi mới nhìn thấy cái hình kiểu hacker anh em ạ. Là chạy xuống đây, vớ thêm được mạng nữa, 8 cứu. Ui, kiểu cuộc sống. Này, hôm nay nhá, không 10 kill top 1, sĩ kẹo quyết định xóa game, đéo chơi game nữa. Nhưng mà kiểu tôi đùa thôi, ai lại làm như thế bao giờ đúng không? Thôi, không ai thế cả. Nào, anh em chờ xíu nhá, tôi qua phía này cái coi. Vâng, chúng ta có một cái súng điện này, ngon nhợ, gỗ da này, xịn, có mẹ nó luôn. Hôm nay thì mình hứng thú với cây gỗ da nên là muốn chơi lại xem. Đấy, cơ bản của Goza là một cây súng bắn khá chính xác, chẳng qua là cái nhược điểm của nó là tốc độ bắn nó hơi chậm một xíu, nhưng mà thôi không sao nhỉ. Hôm nay cầm cái này cơ bản là test một vài cây súng để nghe cái tiếng của nó cho nó rực rỡ anh em. Bởi vì là đéo hiểu kiểu gì mẹ lại hết pin. Pin còn lại ít hơn 20% cây cú với cả trưởng ạ. Hôm nay các bạn quên không nạp pin anh em ạ. Thế đáng lòng không? Vì là cái phiên bản này hiện tại chỉ cho streamer trải nghiệm trước này, với lại một số bạn đăng ký trước thôi. Thế nên là đây, tôi trải nghiệm trên cái máy Android, nó là Xiaomi Black Shark 2 chứ không phải là iPhone ấy. Tôi bình thường toàn chơi iPhone 11 Pro Max cũng thề luôn. Android thì chơi vẫn rất là mượt nhá. Phiên bản mới này nhá, Wi-Fi Max 3.0 thề luôn, xịn và ai. Ui anh em nãy giờ anh em thấy tôi khen game hơi nhiều không, nhưng mà nó xịn thật, anh em trải nghiệm và xem kiểu tiếng game rồi là hành động trong game này trông nó chân thực vãi luôn. Thế nhưng mà này, vấn đề chính là đây, hôm nay là còn 13 đứa này đâu, bây giờ là để xem là chúng nó trốn ở đâu nhở anh em nhở. Nào, vắng vãi cả trưởng ra luôn ấy. Nhưng mà thôi anh em cứ bình tĩnh, từ từ rồi là khoai sẽ nhừ, mà từ từ rồi là gạo sẽ nấu chín thành cơm. Anh em quen câu này cửa miệng của tôi rồi đúng không? nhơn chết cái vật thể kiểu cười ấy con trưởng. Kiểu thế biết nói gì thôi, thanh niên kiểu ngồi gốc cây thẩm du à em ơi, em làm cái méo gì ở đây vậy, thể kiểu
Ôi ôi, thôi. Anh cảm thấy thật thương xót cho người em trai bị dính lời nguyền. Ôi, thật ra thì tôi nghĩ là nó đang ngồi ỉa gốc cây. Tề kiểu chơi game. Lâu lâu gặp mấy thanh niên vào game tấu hài với cả trưởng luôn đấy. Ồ, anh em thấy ở trên không? Lâu lâu nó xuất hiện những cái kiểu kiểu làn khói. Hình như là cái này hình khác, lúc nãy là cái hình hacker, cái hình này hình mẹ gì ấy, kiểu hình hoa văn, cỏ cây hoa lá, các thứ. Và sau khi một quá trình mà tôi đi tìm người không thấy ai cả thì đấy. À, ui, vỡ mẹ đầu. Ok, được luôn nhá. Thế hình là giờ chỉ còn lại hai đằng cuối thôi. Rồi từ từ. À, feedback cho anh em một xíu nhá. Đấy là dựng bong keo vẫn rất là nhanh nhá. Đó, dựng bong keo không delay gì cả nhá. Rút súng các kiểu bắn cứ phải gọi là mượt mà. Mặc dù thì đồ họa Free Fire Mark 3.0 nó xịn vãi cả chưởng luôn. Anh em nhìn thấy màu sắc. Ui, ok vãi lìn luôn ấy. Nhá, đổ bóng các kiểu. Đây là một cái phiên bản khá là hay khi mà các bạn có thể trải nghiệm Free Fire với đồ họa cao nhưng lại mượt hơn. Đấy mới là cái vấn đề đáng nói đúng không? Đấy, chứ còn là ui đồ họa cao mà game lag thì nói làm gì? Thế bảo là Free Fire Mark 3.0 xịn nhỉ? Anh em nhớ hóng nha, nhớ hóng chứ kinh sĩ kẹo nha. Chuẩn bị là lên video hướng dẫn tải Free Fire Mark 3.0 đó. Rồi chắc là tôi lên trên cái này. Ui. Bây giờ là mình chả chả thấy cái thằng nào cả, còn hai đứa này. Thôi, ngồi gọi là tâm sự chém gió với anh em sương sương nhờ. Ui ui, cái gì đấy? Ôi, từ 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 bạn ơi, đừng, mẹ súng a đúc bắn nghe tiếng kêu thế nhở. Ăn no liệu đi con chó đấy, bố mày lại nhớn mày. Ui à, hai like, ui vỗ tay đúng không? Thằng cuối này nào, được thật sự. Yeah, booyah. Tuyệt vời ông trời nữa nè. Và ngày hôm nay thì Kẹo sẽ kết thúc video này tại đây. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.